Thưa bà con nông dân và các bạn, vào đầu mùa mưa thì những vườn cây ăn trái cho hoa nghịch vụ thường rất khó thụ phấn và khả năng đậu trái thấp. Bên cạnh đó thì hiện tượng đọt phát mạnh, nhưng mà bộ rễ thì lại rất yếu do mưa nhiều, đất bị yếm khí. Mặt khác thì các loại sâu bệnh dễ bùng phát, do đó người nông dân cần phải sử dụng các loại sản phẩm nông dược phù hợp, cũng như là bón các phân bón với lượng dinh dưỡng hợp lý. Hiểu được những khó khăn đó của bà con nông dân thì ngày hôm nay các kỹ sư của tập đoàn Lộc Trời sẽ đồng hành cùng bà con nông dân ở tỉnh Đồng Tháp để thăm các vườn cây ăn trái để cùng chia sẻ cũng như là trao đổi những biện pháp kỹ thuật giúp cho bà con canh tác tốt để đạt năng suất và chất lượng. Đây là vườn nhãn của anh Trần Văn Nguyên ở ấp Phú Thành, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thấy cây nhãn giống Ido cho hiệu quả khá tốt, anh Nguyên chuyển đổi 17 công đất lúa sang trồng loại nhãn này. Hiện nay đang vào mùa mưa nhưng vườn nhãn của anh đang ra hoa rất tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Theo anh Trần Văn Nguyên, có được kết quả như hiện nay cũng nhờ các kỹ sư của tập đoàn Lộc Trời hướng dẫn nông dân các biện pháp canh tác cũng như sử dụng các sản phẩm phân bón nông dược hợp lý. Cũng như những mùa mưa của những năm trước á thì cái tỷ lệ đậu trái thì nó không có được đồng đều mấy. Rồi từ khi biết cái sản phẩm Hibogon của 714 của công ty của tập đoàn Lộc Trời á thì có xử lý được hai miếng vườn trên kia và miếng vườn này thì thấy cái tỷ lệ nó đậu rất là cao, nó đồng đều, thụ phấn nó tốt lắm. Anh ơi, anh có thể chia sẻ là mình sử dụng cái sản phẩm Hibogon 714 này trong thời điểm nào và liều lượng như thế nào không anh? Anh sử dụng trong cái thời điểm bông nó lú lên khoảng chừng 7-8 phân cho tới 1 tấc á, là anh phun có một cử một à. Rồi cái liều lượng á, thì một chai 714 đó anh xài cho 2 phi. Mỗi một phi là 200 lít đó, là xài được 2 phi. Là anh thấy nó cái kết quả nó cũng cao lắm. So với những cái sản phẩm khác thì anh thấy cái sản phẩm Hibogon 714 này nó cho tác dụng như thế nào anh? Thì trong đó thì nó làm cho cái cuốn bông á nó ra nó mập. Nó mập rồi cái nụ bông á nó cũng bự lên, nó sẽ thụ phấn nó dễ hơn. Có cây chưa ra bông, có cây đã ra bông rồi và có cây đang cho trái luôn, vậy thì anh phân chia cái vườn nhãn mình như thế nào hả? Thì cũng như cái vườn nhà của nhà thì nó cũng hơi rộng đi. Thành ra muốn cho trong năm mình có cái thu hoạch sang kẻ là tháng nào cũng có thu hoạch. Thành ra tháng nào anh cũng phải chia ra một lô, hai lô để anh mần sang kẻ như vậy hoài vậy đó. Cho nó rải vụ quanh năm. Anh ơi, khi mà thu hoạch đó thì trái của mình có tuyển lại để mình có thể chia ra loại để mình bán không anh? Như vậy á, chẳng hạn như nó đậu như vậy đi thì xong rồi á, là nữa cái phần mà đi lẫy trái á, là mình thấy là nó đậu một lượt gì là cái phần đi lẫy từ trái là mình thấy nó giảm được cái chi phí đó rồi. Nhưng mà cái phần ra bông điều gì là mình phải đi cắt tỉa bỏ bớt để mình lấy lại khoảng 70% bông ở trên cái cây này thôi. Để sau này cái trái nó được lộ một không để mình bán cho cái giá nó cao. Theo hồi trước kia anh chưa có xài cái sản phẩm Hibogon 714 này á, là trong một cái bông về nó đậu nhiều đợt, anh rất là tốn cái tiền nhân công để mướn bà con đi lẫy từ cái trái nhỏ bỏ. Mình chỉ lấy lại cái trái lớn thôi. Nhưng mà hiện giờ thì như tôi thấy như vậy thì nó có thể là anh đỡ tốn được cái tiền đó rồi đó. Ngoài việc lo chăm vườn nhãn của gia đình, anh Nguyên còn nhận lời hướng dẫn kỹ thuật cũng như tự tay xử lý những vườn nhãn của bà con xung quanh mà không nhận bất cứ một khoản thù lao nào. Thì cũng như mỗi năm đó, tôi không có sử dụng thằng Hibo như thường lệ đó, rồi thì năm nay tôi có sử dụng thì trái nó đậu tỷ lệ nó đạt hơn, nó đồng đều hơn, kích cỡ hơn so với những vụ khác. Nhưng mà ví dụ mà gặp
thời tiết bất lợi đó, mình xài đó thì thấy nó hiệu quả hơn so với các mùa khác. Anh có thể nói rõ hơn là hiệu quả như thế nào ở hiệu trên cái bông? Cũng như là nó tăng độ cháy hơn, cháy kích cỡ đều hơn. Dạ. Dạ. Anh phun Hyperon ngay ở giai đoạn nào anh? Giai đoạn cháy trừ khi hai đợt thì kỳ lúc mà bông khoảng chừng 30-40 ngày và sau đó là nở bông gió. Dạ. Dạ, nở bông gió. Anh có thể cho em biết thêm được là cái liều lượng khi anh sử dụng không anh? Là như khuyến cáo là 1cc một lít nước. Thì cái đợt mùa tôi phân chia làm hai đợt, một đợt trước đó tôi không có xài Hygobo thì tỷ lệ nó đậu rất thấp. Mà tôi thì có quen biết anh Nguyên này nè, anh có xài trước thì anh chỉ giới thiệu cho dùng. Rồi đợt nhãn thì sau này tôi đậu khá cao và rất là ngon. Anh xài cái Hygobo ngay từ đầu vụ luôn hay là? Dạ, tôi ngay từ đầu vụ luôn. Và từ vụ từ khi ra bông đến nở trái hoàn thành luôn. Qua thực tế tại vườn nhãn của nông dân ở tỉnh Đồng Tháp cho thấy, nếu áp dụng đúng kỹ thuật, đúng sản phẩm nông dược thì năng suất và chất lượng trái nhãn sẽ cao. Vào mùa mưa thì hầu hết các loại cây ăn trái đang ra hoa thì nó rất khó thụ phấn bởi những cái điều kiện thay đổi thời tiết, ví dụ như đang nắng rồi mưa, nhiệt độ nó chênh lệch hoặc là nước mưa làm nó ảnh hưởng đến hạt phấn, đến sức sống của hạt phấn. Do vậy cái tỷ lệ đậu trái nó sẽ không cao. Qua cái vườn của anh Út và anh Nguyên ở đây thì thấy bà con là thấy là nhãn đậu trái rất cao nhờ áp dụng cái sản phẩm Hyperon 714. Thì đây là một cái sản phẩm chứa cái bo mà bo hữu cơ, ở dạng hữu cơ, thành ra phun vào cây nó hấp thu rất nhanh cũng như nó rất an toàn cho cây trồng cũng như là cái hoa. Thì bà con sẽ tập trung sử dụng vào thời điểm nhãn nó ra hoa khoảng một tấc. Lúc này mình đã làm gốc, làm nhiều cơ đọt rồi, hai ba cơ đọt là chuẩn bị ra hoa, thì bà con phun cái bơm blower kết hợp với lại cái Hyperon 714. Cái bơm blower mục đích là để cho nó tạo cái mầm hoa nó ra hoa đồng loạt. Và cái Hyperon 714 này cung cấp cái bo hữu cơ để cho khi cái hoa này nó nở ra, cái sức sống của hạt phấn nó mạnh mẽ hơn, nó thụ phấn nhanh và nó đồng đều, tạo cái chùm trái là từ trong ra ngoài nó sẽ đồng đều hơn. Với đậu trái như vậy thì bắt đầu nó đang phát triển mạnh, thì bà con có thể cung cấp thêm dinh dưỡng, các cái loại dinh dưỡng qua lá, thí dụ như Silimax, trong đó nó có chứa kali, silic và canxi, thì nó giúp cho cái trái này nó tăng cường cái kích cỡ trái nó tăng lên đồng đều. Hai potassium C30 thì trong này nó chứa 30% cái kali, mà kali dạng hữu cơ hấp thu rất nhanh vào trong lá, trong mô cây trồng, và nó giúp cho trái mình nó tăng cái độ đường, độ ngọt lên, và nó cung cấp cái kali đó thì cái vỏ trái rất là bóng mà đồng đều. Dân xin cảm ơn kỹ sư Hoàng Dũng về những chia sẻ vừa rồi ạ. Về cái chất bo đó thì cái vai trò của nó trong cái vấn đề tạo hoa, rồi tạo ra hạt phấn, rồi sức sống của hạt phấn, tức là cái sự thụ tinh, cũng như là sau này để mà cho trái phát triển, không thôi là cái sự tăng trưởng của nó ở những cái chóp rễ hoặc là những cái đỉnh sinh trưởng, thì cái vai trò của bo thì chắc chắn là nó là, bởi vì nó là cũng là một trong những cái dưỡng chất của cây mà, thành thử ra cái vai trò của nó thì cái này thì bà con đều biết cả. Nhưng mà ở đây đó, nếu như bà con sử dụng cái, bà con thấy cái vai trò của bo nó quan trọng như vậy thì chúng ta mới sử dụng cái gọi là cái sản phẩm bo để mà cung cấp cho cây trồng, thì lúc đó bà con mình cần phải lưu ý cái chỗ này, bởi vì cái chất bo thì rất cần thiết cho cây như vậy. Nhưng mà giữa cái ngưỡng thiếu và cái ngưỡng ngộ độc á, nó rất là gần với nhau. Có nghĩa là gần nhau có nghĩa là sao? Có nghĩa là bà con thấy nó thiếu, bà con cung cấp vô mà cây nó hút vô được mà nó không có di chuyển, mà nó tích tụ nhiều quá một chỗ á, thì nó dẫn tới cái ngộ độc, mà cái ngưỡng này rất hẹp. Nên chính vì vậy mà các nhà khoa học người ta cũng thấy rằng bây giờ cần thiết là phải làm sao cải tiến cái sản phẩm. Người ta đưa cái bo đi cùng với những cái chất hữu cơ, chẳng hạn như là fulvic acid hay là acid amin. Bởi vì các cái chất hữu cơ này để làm gì, khi mà tôi đưa nó đi chung với bo đó, thì khi mình phun lên trên mặt lá thì
thì nó sẽ giúp cho cái việc xuyên thấm cái chất bo vào bên trong nó nhanh hơn. Người ta thấy được cái điều đó nên người ta đã đưa cái đó vào đi cùng với bo, để khi nó vào bên trong rồi những cái chất đó nó sẽ chuyển dẫn bo đi các nơi khác. Và đồng thời các cái chất này cũng là cái chất cần thiết cho cây, chẳng hạn như fulvic acid mình cũng hiểu rồi. Cái fulvic nó khi vào trong cây thì nó sẽ tăng cường cái sức đề kháng bệnh của cây, nó cũng kích thích cho cây phát triển. Nhãn là loại cây ăn trái có tính thích ứng rộng, đặc biệt là có thể sinh trưởng, phát triển tốt trên nhiều loại đất. Tuy nhiên, muốn có được những vườn nhãn đạt hiệu quả và chất lượng, cần phải có bí quyết trồng và chăm sóc nhãn đúng cách. Những chia sẻ về kỹ thuật chăm sóc cây nhãn dưới đây sẽ giúp bà con có được kiến thức hay để canh tác loại cây ăn trái này. Trong thời gian qua đó, thì tôi đồng tình ở chỗ là những sản phẩm mà của tập đoàn Lộc Trời cho ra thị trường, trong đó có ure đen. Thì nông dân chúng tôi thường gọi là ure mà có humat, humic. Thì sau khi mà kiến thức cơ bản hoặc là kết thúc trái thì có cái lượng đạm cần thiết đưa vô, thì trong cái ure đen đó là kích thích hệ thống rễ nó hấp thu dinh dưỡng mạnh hơn. Đồng thời phối hợp thêm những cái NPK 20-20-15 hoặc là 30-20-5 để cho cái cây nó cân đối, và đồng thời lấy cái đạm humic của ure đen đó giúp cho cây nó phát triển tái tạo bộ rễ, đồng thời nó sửa bộ khung bộ chồi tốt hơn. Phần bông lá bổ sung về kali đó của C30 đó, cho nên mình thấy mình sử dụng thì lúc đầu thì lúc đó đem đến thì lúc đó cây thanh long nó không có trên thời điểm gần thu hoạch rồi, cho nên xài cái liều lượng là 150cc trên một bình 20 lít. Thì mình khi mình xài qua thì mình thấy thời gian nó thấy nó cũng có cải tạo cải thiện tốt nhưng mà cũng chưa đạt. Sau đó mình chú cho mình xài ba cái nghiệm thức 50, 100 và 150, thì trong các giai đoạn thì mình thấy là cái giai đoạn cây thanh long từ lúc mà vuốt tay thì thường vuốt 3 lần, mà 3 lần thì mình sẽ thuốc 3 lần luôn, cho nên là mình sẽ giật lại, mình sẽ mỗi một lần là mình xài 50cc trên một bình 20 lít bình điện đó. Thì mình xài trong cái vụ vừa rồi đó mình thu hoạch đó là 3 chuyến này, thì cái tình trạng mà khắc phục lam đó là nó xuống là nó như là còn khoảng chừng 1-2%. Những cái trái nó khuất quá mình xịt, nhiều khi xịt cái kỹ thuật xịt mình không khéo đó. Ví dụ cái xác thanh long vậy, chúng ta xịt thì phải xịt thường làm dưới này, cho nên mình phải đưa cái dòi mình xịt ướt cái này và nó đưa lên đây, thì như vậy chắc làm dưới này nó chín đều. Cái tác dụng của cái C30 nó hay chỗ là ngoài việc nó khắc phục lam thời tiết lam đó, nhưng nó làm cho xanh long sẽ nở ra tròn đều. Thí dụ chắc long vậy nữa đó, khi mình xịt thì mình xịt giáp xanh long này lên thì xanh long này sẽ nở ra tròn lớn. Rồi cái đặc biệt một điều đó là xanh long ăn rất là ngọt, ngọt thanh luôn. Trong thời điểm mà cây thanh long của mình đó, mình cung cấp cái phân kali dưới gốc nó chưa đủ, mà mình muốn bổ sung lên trên kịp thúc để nó thúc cái trái cho nó lớn, cho nó chín đẹp ngọt á, thì thí dụ lúc trước mình có xài những cái phân mà kali mà những cái phân lá khác thì nó có nhược điểm là xịt vô á nó trái nó cũng đỏ vậy, nhưng mà cái tay này nó sẽ bị dễ bị đỏ tay xuống tay. Cái không biết cái hàm lượng của các đó, nhưng mà khi mình dùng cái C30 này á thì ngoài cái việc trái đỏ rất là đẹp nhưng mà cái tai rất là xanh, bóng, đẹp. Nhiều năm qua, nông dân ở tỉnh Đồng Tháp đã lựa chọn và tin dùng các sản phẩm nông dược của tập đoàn Lộc Trời bởi nó giúp tăng năng suất và hiệu quả cây trồng, điển hình là cây nhãn và thanh long. Điều này dễ dàng nhận thấy qua mỗi vụ mùa. Các sản phẩm thuốc dưỡng, thuốc rửa sâu, thuốc bệnh như Hiboron, Pumplower, Silimac, Hypotassium C30 được nhập khẩu từ các nước có nền nông nghiệp tiên tiến. Bà con ở đây ứng dụng cái kali, mà trước đây thì sử dụng cái kali vô cơ đó, bằng cái loại phân vô cơ mà thì nó sẽ dễ gây ngộ độc. Ví dụ như họ nói là trên cái tai của trái nó sẽ bị khô hoặc nó có triệu chứng là đốm đốm khô, thì đó là ngộ độc kali vô cơ. Còn riêng với cái sản phẩm Hypotassium C30 thì đây là hoàn toàn nó chứa 30% cái kali ở cái dạng hữu cơ. Thành ra bà con sử dụng cái liều nó cao một tí nó vẫn không ảnh hưởng đến cái vấn đề ngộ độc. Nó rất an toàn. Và điều đặc biệt nữa là kali hữu cơ nó đi vào, nó hấp thu vào trong lá, trong mô cây rất nhanh để nó tổng hợp tạo đường nuôi cái trái đó, thành ra trái nó cái màu đẹp hơn và cái độ ngọt nó cũng tăng cao hơn. Ở những vườn cam
những vườn bưởi thì sử dụng cái hypotassium C30 này nó tăng cái độ ngọt của cây có muối lên. Vườn nhãn hồi nãy có những anh sử dụng thì thấy nó cũng tăng cái độ ngọt lên. Bây giờ mình đến vườn thanh long thì cũng nghe bà con chia sẻ là với cái trái thanh long sử dụng cái hypotassium C30 này, ngoài cái tăng cái độ ngọt, nó còn tạo cho cái độ đồng đều của trái, tức là cái phình to của trái đó, và cái độ ngọt nó cao hơn, với lại cái lá đó nó cứng lên để vận chuyển đi xa được. Sau nhiều vụ sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho cây ăn trái, nông dân rất tâm đắc với sản phẩm Hiporon, Silimac và Hypotassium C30 của tập đoàn Lộc Trời, bởi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các nhà vườn. Hy vọng với những thông tin mà các kỹ sư của tập đoàn Lộc Trời cùng các bà con nông dân vừa chia sẻ sẽ giúp cho bà con nông dân có được những kiến thức để bảo vệ vườn cây ăn trái, đảm bảo năng suất và chất lượng khi thu hoạch. Đến đây thì chuyên đề nông dân cần biết kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.